luật chăn nuôi chính thức có hiệu lực với các quy định về việc phải đối xử nhân đạo với vật nuôi. Vật nuôi phải được gây ngất trước khi giết mổ, không để vật nuôi phải chứng kiến cảnh đồng loại bị giết mổ. Theo các chuyên gia nông nghiệp và đơn vị kinh doanh, những yêu cầu này là phù hợp với sự phát triển của xã hội cũng như nhận thức của người dân hiện nay. Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề phải cải thiện và khó có thể thay đổi được ngày 1, ngày 2. Dưới đây là những ý kiến về luật chăn nuôi sắp được áp dụng từ năm 2020. Ý kiến của ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai. Các quy định trên thể hiện một bước tiến mới trong quản lý chăn nuôi, chế biến thực phẩm tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và là việc phải làm. Tuy nhiên, việc áp dụng ngay quy định này vào đầu năm 2020 là không khả thi với điều kiện của Việt Nam hiện nay. Ông ví dụ, thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương dẫn đầu cả nước về cơ sở giết mổ tập trung, hệ thống quản lý thú y chặt chẽ nhưng đến nay vẫn chủ yếu giết mổ theo các lò mổ nhỏ lẻ, bán công nghiệp. Những cơ sở giết mổ quy mô lớn, hiện đại mới đang được xây dựng, đang xin phép đầu tư nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn. Việc yêu cầu heo hay gà phải được trích điện, gây ngạt bằng khí CO2 trước khi giết mổ đồng nghĩa với cơ sở phải đầu tư hệ thống trích điện hay phòng gây ngạt đạt chuẩn. Rõ ràng là các lò mổ hiện nay chưa thể đáp ứng được điều kiện này. Do đó, muốn đảm bảo được các quy định, trước hết phải hình thành những cơ sở giết mổ quy mô lớn, hiện đại và loại bỏ các lò mổ thủ công nhỏ lẻ, mà việc này cần phải có thời gian để thực hiện. Ông Đàm Văn Hoạt, Giám đốc Công ty Sản xuất Thương mại Trại Việt, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp gây ngạt bằng khí CO2 thay cho trích điện. Để đáp ứng quy định này, thì chỉ có nhà máy giết mổ hiện đại mới có thể đầu tư bài bản, đồng bộ. Muốn như thế, cần có một kế hoạch cụ thể để dẹp bỏ các lò mổ lẻ tẻ, rải rác trong khu dân cư, đưa về các khu giết mổ tập trung, kêu gọi các nhà đầu tư lớn tham gia lĩnh vực này. Ngành giết mổ gia súc, gia cầm là ngành đặc thù, thậm chí mang tính chất tâm linh nên có doanh nghiệp đầu tư vào là rất khó. Những dự án này cũng phải đầu tư hàng trăm tỷ đồng trở lên để nhập khẩu dây chuyền, công nghệ từ nước ngoài. Tuy nhiên, vì thực phẩm là hóa thiết yếu của con người nên cần ưu tiên hàng đầu trong quy hoạch phát triển ngành giết mổ. Ông Nguyễn Quang Thọ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thi Thọ, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ sở giết mổ của tôi đã thực hiện quy định đối xử nhân đạo với vật nuôi từ lâu và hiện vẫn đang đúng với quy trình của luật chăn nuôi. Cụ thể, tại cơ sở luôn duy trì hệ thống chuồng nhốt sạch sẽ, có vòi nước sạch cho vật nuôi trong khi chờ mổ. Quá trình vận chuyển nhẹ tay, không đánh đập gia súc. Trước khi giết mổ, chúng tôi gây ngất bằng xung điện nhẹ nhàng, sẽ không làm ảnh hưởng đến những con khác đang chờ giết mổ. Việc thực hiện quy định này cũng không khó và chi phí cũng không nhiều. Tuy nhiên, một số người đặt lợi nhuận lên trên hết nên chưa thực hiện đầy đủ các quy định. Bởi khi làm bằng xung điện, nếu thao tác không đúng, có thể khiến thịt heo làm ra không được đẹp, đôi khi bị chín tái mất, làm cho chất lượng của thịt bị thay đổi. Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày xưa có tình trạng đập đầu gia súc rồi giết mổ, nhưng hiện nay đại bộ phận các lò giết mổ gia súc trên địa bàn đã gây ngất bằng cách trích điện trước khi giết mổ. Chỉ có một ít lò nhỏ lẻ chưa đảm bảo tốt. Việc này giúp cho gia súc đỡ bị đau đớn hơn trước. Tuy nhiên, thời gian qua, việc lưu giữ vận chuyển gia súc đưa vào lò mổ hoặc không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ so với quy định còn chưa đúng. Trước đây, khi đưa ra điều kiện về việc không cho con này thấy con kia bị giết mổ, cũng có người phản ứng. Bởi trong điều kiện thủ công thì khó có thể làm được. Tuy nhiên, luật là luật nên sẽ phải chấn chỉnh, hướng dẫn các lò mổ thực hiện theo quy định. Khi các quy định trên có hiệu lực, chi cục sẽ xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn các chủ lò mổ điều chỉnh, bố trí lại nơi nhốt, giết mổ gia súc để đảm bảo chúng không nhìn thấy đồng loại bị giết mổ. Bác sĩ thú y Đặng Hoài An làm việc cho một công ty ngành giống vật nuôi của Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ở nước ngoài, hầu hết đều áp dụng phương pháp cho gia súc rơi vào trạng thái ngất tạm thời, sau đó mới tiến hành giết mổ. Bởi ngoài vấn đề nhân đạo,
việc giết mổ như trên sẽ giúp sản phẩm thịt chất lượng hơn. Cách giết mổ khi gia súc còn sống sẽ gây đau đớn, dẫn đến miếng thịt bị dai, mất ngon. Bởi vì cách giết này ảnh hưởng đến hệ thần kinh của gia súc, gây ra việc cơ thịt bị co rút. Ngoài ra, việc giết mổ kiểu này khiến trường hợp thịt sinh ra các chất axit làm giảm chất lượng thịt. Nhiều quốc gia quy định phải nhập thịt từ nguồn được giết mổ bằng phương pháp nhân đạo và tiến bộ. Do đó, Việt Nam áp dụng những quy định trên là cần thiết. Vậy còn ý kiến của quý bà con sẽ như thế nào? Vui lòng để lại dưới phần bình luận của video này để chúng ta cùng thảo luận. Theo đó, Luật Chăn nuôi năm 2018 được ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2018 và sẽ có hiệu lực từ năm 2020. Quy định về hoạt động chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi, quản lý nhà nước về chăn nuôi. Dưới đây là những điểm đáng chú ý của Luật Chăn nuôi so với pháp lệnh về giống vật nuôi năm 2004. Thứ nhất, nghiêm cấm bơm nước vào thịt gà, vịt nhằm gian lận thương mại. Điều 12 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định 14 hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi, thay vì 7 hành vi như trong pháp lệnh trước. Đáng chú ý là các hành vi sau: sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng, sử dụng, đưa chất, vật thể, bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, sản phẩm của vật nuôi, trong đó có lợn, gà, vịt nhằm mục đích gian lận thương mại, xả thải, chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường. Thứ hai, phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, và đây cũng là điểm đáng chú ý. Điểm mới nổi bật của Luật Chăn nuôi năm 2018 là việc quy định riêng một mục tại chương 5 về việc phải đối xử nhân đạo đối với vật nuôi, bao gồm những yêu cầu sau: tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, bảo đảm vệ sinh, phòng và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y, không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Tổ chức, cá nhân vận chuyển vật nuôi phải sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp, đảm bảo không gian thoáng mát, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi, cung cấp đủ thức ăn, nước uống trên đường vận chuyển. Cơ sở giết mổ vật nuôi phải được thực hiện các yêu cầu sau: có nơi lưu giữ vật nuôi, đảm bảo vệ sinh, cung cấp đủ nước uống phù hợp cho vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ, có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ, có hồ sơ về xuất xứ của vật nuôi, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc của vật nuôi đưa vào giết mổ. Thứ ba, sớm di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi vùng không được phép. Điều 4 luật quy định sẽ sớm di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. Điều 12 Luật Chăn nuôi năm 2018. Hành vi chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường cũng là hành vi bị nghiêm cấm đầu tiên trong luật. Thứ tư, chuồng trại trong chăn nuôi nông hộ phải tách biệt với nơi ở của người. Pháp lệnh về giống vật nuôi năm 2004 không quy định về các điều kiện cụ thể về quy mô chăn nuôi. Điều 52 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định quy mô chăn nuôi gồm có chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa và quy mô nhỏ, chăn nuôi nông hộ. Bên cạnh 6 điều kiện chăn nuôi trang trại, Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng 3 yêu cầu sau đây. Thứ nhất, chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người. Thứ hai, định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Thứ ba, có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch, thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi, chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Luật Chăn nuôi năm 2018 còn quy định về chăn nuôi trang trại phải có biện pháp xử lý chất thải, tiếng ồn trong chăn nuôi trang trại và nông hộ, quản lý sản phẩm, xử lý chất thải chăn nuôi, để từng bước kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết về vấn đề dịch bệnh, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Và trên đây là những điểm đáng chú ý của Luật Chăn nuôi năm 2018, có hiệu lực từ năm 2020. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận của video này để chúng ta cùng thảo luận.
Và quý anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ nông lâm.net.